Đây là ảnh sinh hồi trẻ. Còn đây là ảnh mới nhất. Trông cũng đẹp trai đấy chứ. Nguyễn Lê Sinh đi tù 20 năm vì tội giết người. Cái này thì em biết rồi. Biết rồi. Trước khi giết ông chủ thì Sinh là một cánh tay đắc lực và trung thành. Còn tên chủ này là một ông trùm khét tiếng. Thế lý do là gì? Chắc là Thanh Trừng. Chị đang cho người tìm hiểu. Em chả hiểu thời gian vừa qua chị làm cái gì luôn ấy. Hôm nay chị gặp em đưa cho em đúng hai cái ảnh và những thông tin mà em đã biết rồi. Chẳng hiểu chị làm việc kiểu gì luôn ấy. Em hơi bị coi thường chị đấy. Thông tin này mới là quan trọng đây này. Đồn là Sinh giết ông chủ đúng không? Nhưng theo bài báo này, người bị Sinh giết lại là giám đốc công ty chế biến gỗ Nguyễn Văn Thắng với tội danh là giết người cướp của. Đây là ảnh tên trùm. Thi, em làm sao đấy? Thi, xuống nhà đi con. Con có điều này muốn hỏi mẹ. Trước gì ảnh bố, mẹ phải trả lời thật. Có tin đồn bố là trùm xã hội đen, giám đốc công ty vận tải chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. Ông Sinh đã từng là đàn em của bố, giết bố vì một ân oán giang hồ. Như vậy trước đây mẹ cũng đã từng biết ông Sinh, đúng không ạ? Con nghe tin này ở đâu? Thái độ của mẹ như thế tức là đúng rồi. Chuyện của bố con mẹ không nắm rõ lắm, nhưng nếu con đã nói như vậy, mẹ khuyên con nên tránh xa những chuyện này ra. Đừng để quá khứ làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của con. Giờ con là vợ thằng Huy, là con dâu của một gia đình châm manh thế phiệt. Con biết gia đình bên ấy họ đối xử với cái nam như thế nào rồi đấy. Cho nên lai lịch của con càng sạch sẽ thì họ sẽ càng tôn trọng con hơn. Con không giống mẹ. Mẹ có thể vô tình, chứ không phải là bố con. Khi sống với mẹ, tất cả những lúc mẹ đối xử tệ bạc với con đều nghĩ về bố. Bố là điều duy nhất con có thể bấu víu vào để sống, để lớn lên. Kẻ đã hại bố con sẽ không bao giờ tha đâu.